Ai xuống coi nó hốt nè ngoại ơi. Ngoại ngủ rồi hả? Ngoại cho con. Giá hả? Rồi con. Cuộc đời này khổ rồi con. Giống mẹ tối ngày luôn mình. Lấy cái còn sao sao còn cái nữa. Nhất có tam ba lần luôn mà. Lấy cái khác đi con. Chứ giá rồi. Đầu cầu nó nói làm đầu đầu bếp chính rồi. Cậu nói chính xác rồi. Ai? Cậu cậu nó bò vô cái bếp tối nào nó nói nó làm đầu bếp chính. Ba lần mà. Coi nó bóp cái gì nữa. Bóp gì nữa con? Cái gì? Chụp chụp con. Cái gì? Học giỏi cũng được. Không ăn trước đã xong học sao? Vậy sao? Làm đẹp. À, đừng không được rồi, cao vậy là được rồi. Thôi đủ rồi, ăn trước rồi tính gì được. Ăn rồi học ha con ha, rồi mới làm đẹp ha, có lý à. Đủ rồi. Ba thứ à, lấy gì nữa? Ăn nữa hả? Thôi mà, rồi, vậy cũng được. Có thật mới giật được đau mà. Muốn làm gì cũng phải no bụng trước đi. Đá ăn với ba tính gì tính đó. Con Kimi. Mi. Kimi. Chít chít à. Chít chít à. Trận trọt trong mắt á, lấy cái không? Giết ra đi để trận trọt trong mắt á. Dòng lời con ăn. Đã nói rồi, từ nhỏ tới lớn ta ở trong nhà bếp. Biển ta lấy gì à, tối ngày cứ má thì nấu bếp. Nấu bếp suốt ngày bỏ con mà. Không chơi gì nữa đâu không. Bự đỏ cũng đâu có thèm không. Đó đỏ lẹ rồi. Tọc xong rồi xí xọc. Nghe chứ. Xong lớn mới xí xọc. Lấy cây lược. Lấy cây lược mà lấy cây lược. Lướt dưới mà móc lên thôi. Lướt đi. Nó chạy đầu luôn rồi. Chạy chứ bộ. Mấy cái đó chạy đầu không? Tôi thấy ông chạy hoài đó bà. Lấy cái lược chạy đầu coi con. Lấy cái lược chạy chạy tôi giật dưới mình lấy cái lược. Cầm cầm Minh. Minh Minh cầm giùm. Cầm giùm. Tay này cầm giùm. Kêu vô một tầm được. Kêu vào nó lỡ. Vâng, đúng đó bà ngoại. Kêu bà ngoại xuống coi đi. Đuổi lên sớm. Quên. Nếu vậy mà ngoại cũng nói mà ngoại cũng đi lên vậy. Mọi nói mọi coi em bóp mà tự nhiên ngoại lên luôn. Điệu chắc luôn. Con nhiều món đó à. Ta dọn hết để rồi chứ. Để học kiến coi kìa. Nhiều món cái này à. Sự hết từ 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 hết sự đẹp hết từ. Rồi, được rồi, lấy nó có cái xử cũng một bằng con. Không mê tiền ha. Tiền xanh này xanh lét kìa mà không mê ha. Ta học nấu từ nhỏ cho nên ta phải nấu nướng chứ. Vẫn thích học đó. Chết ăn bây giờ làm xong rồi. Mọi thứ xong rồi giờ quất. Ăn đi, được ăn rồi, ăn đi. Ăn đi. Vui quá. Bữa nay sao có đứa ngực ngực kìa. Bữa nay sao bày ra mâm chú chơi vậy trời. Liền, tao biết cái đó ăn được mà. Cho mắt ngạn hả con? À. Ăn được sôi luôn. Đúng không? Nãy giờ mấy cái kia đâu ăn đâu đúng không? Ngon quá, ăn rồi ăn. Vui quá, thỏa mãn. Bữa nay được chơi sướng quá mà.
gì tùm lum hết trơn. Rồi cũng học thì viết cà quạt. À, sao không hết phần.